Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Napoli đồng ý, Man United mua thành công Victor Osimhen. MU thuận lợi trong việc chiêu mộ Haaland 2.0. Kim Min-jae chính thức gia nhập Man United. Real đoạt thỏa thuận mua Bellingham 120 triệu euro ra mắt trong tuần này. Napoli đồng ý, MU mua thành công Victor Osimhen. Theo Gazzetta dello Sport xác nhận, Manchester United có cơ hội lớn để chiêu mộ Victor Osimhen trong mùa hè năm nay. Ký hợp đồng với một tiền đạo đang là ưu tiên hàng đầu sau mùa giải 2022-2023 của Man United. Điều này không có gì bất ngờ bởi Anthony Martial đã phải ngồi ngoài phần lớn thời gian của mùa giải vì chấn thương. Trong khi đó thì Westgaard liên tục được trao cơ hội nhưng gây thất vọng. Westgaard chỉ được hỏi mượn đến hết mùa giải nên biện pháp mang về một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là cần thiết với Man United. Manchester đã đưa Victor Osimhen vào danh sách rút gọn. Erik ten Hag theo dõi tiền đạo này từ đầu mùa. Dù vậy, trở ngại lớn nhất trong thương vụ này là mức giá. Chủ tịch Aurelio De Laurentiis tuyên bố không chấp nhận bán Osimhen dưới 150 triệu euro. Con số này khiến nhiều đội bóng trong đó có Real gần như khó có thể thực hiện được thương vụ. Tuy nhiên, Gazzetta dello Sport khẳng định là De Laurentiis sẽ chấp nhận mức giá mới, qua đó bán Osimhen khoảng 120 triệu euro. Với việc Napoli giảm đến 30 triệu, điều này sẽ khuyến khích Quỷ Đỏ đưa ra đề nghị chính thức. Tuyển thủ Nigeria có một mùa giải 2022-2023 tuyệt vời trong màu áo của Napoli. Anh ghi 31 bàn và có 5 đường kiến tạo sau 39 trận, giúp câu lạc bộ chủ quản vô địch Serie A. MU thuận lợi trong việc chiêu mộ Haaland 2.0. Chuyên gia Santin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay MU vừa được Ramos Haaland, tiền đạo của Atalanta, bật đèn xanh cho việc chiêu mộ để Erling Haaland mới ngay hè này. Quỷ Đỏ đang tìm kiếm một trung phong mới để thay thế Anthony Martial trong bối cảnh Gareth Southgate sắp trở về đội bóng chủ quản Burnley sau khi hết hạn cho mượn 6 tháng. Bên cạnh những mục tiêu như là Harry Kane của Tottenham Hotspur, Victor Osimhen của Napoli hay Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt, Quỷ Đỏ đang rất để mắt đến Rasmus Højlund của Atalanta. Cầu thủ 20 tuổi người Đan Mạch được ví là Erling Haaland mới khi sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng săn bàn tốt cùng với mái tóc vàng hoe gần tương tự ngôi sao mặc áo số 9 của Man Xanh. Højlund đã có 9 bàn thắng sau 32 trận ra sân cho Atalanta ở mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Serie A. Anh cũng đã lập công giúp cho đội bóng vùng Bergamo vùi dập Monza 5-2 tại vòng 38, vòng đấu cuối cùng của giải đấu hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 6. Theo trang 90min, Atalanta sẽ chỉ chấp nhận bán Højlund hè này nếu như thu về từ 65 đến 70 triệu euro. Trong khi đó, phát biểu trên kênh The United Stand, nhà báo Italia chuyên săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Ramos Højlund thật sự quan tâm đến khả năng bản thân được chơi bóng cho MU mùa tới. Romano chia sẻ, có thể nói là Quỷ Đỏ đã được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận. Những gì đã xảy ra gần đây trong 10 ngày qua là họ đã có những cuộc trò chuyện với người thân cận với Ramos Højlund về chi tiết của thỏa thuận, số tiền cần thiết để ký hợp đồng với cầu thủ này vào mùa hè. Họ cần phải biết rằng Atalanta hy vọng sẽ giữ chân được cầu thủ này, nhưng theo những gì tôi hiểu, cầu thủ đó thực sự muốn chuyển đến MU. Højlund là một fan của MU từ khi còn bé. Cậu ấy cũng có ước mơ được chơi bóng tại Premier League. Vì vậy mà tôi nghĩ cậu ấy muốn ra đi, MU đã được thông báo về điều đó. Romano còn nói thêm rằng việc đàm phán dành cho thương vụ Højlund sẽ không dễ dàng với yêu cầu của Atalanta. Nhưng Quỷ Đỏ đánh giá cao tiền đạo này khi họ đang cố gắng mang về sân Old Trafford một tiền đạo mới vào mùa hè và sẵn sàng bạo chi vì Haaland mới. Kim Min-jae chính thức gia nhập Man United. Kim Min-jae đã nói lời tạm biệt với các đồng đội ở Napoli trong bối cảnh được MU quan tâm. Quỷ Đỏ chấp nhận 950 triệu bảng cho thương vụ này. Với việc MU trở lại Champions League sau mùa giải tới, Erik ten Hag rất muốn cải thiện chiều sâu đội hình. Ông muốn có thêm những trung vệ mới, mặc dù có Lisandro Martinez, Rafael Varane, Harry Maguire và Victor Lindelof. Nhưng ông thầy người Hà Lan vẫn tin rằng MU cần ít thêm một trung vệ nữa. Quỷ Đỏ có thể bán đội trưởng Harry Maguire cho Tottenham hoặc Newcastle, qua đó đưa về trung vệ mới. Họ có thể chia tay Phil Jones, Eric Bailly và Asenton Zebe. Theo báo chí nước Anh, Kim Min-jae của Napoli đang là mục tiêu số 1 của MU vào hè 2023. Kim Min-jae vừa có một chiến dịch tuyệt vời khi cùng với Napoli giành chức vô địch Serie A. Ngôi sao người Hàn Quốc chỉ bỏ lỡ 4 trong số 49 trận của đội bóng Italia vào mùa giải 2022-2023 và được vinh danh là hậu vệ xuất sắc nhất Serie A. Anh cũng có mặt trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Kim Min-jae tới Napoli vào hè năm ngoái để thay thế Kalidou Koulibaly, người gia nhập Chelsea. Anh đã nhanh chóng hòa nhập và chứng tỏ khả năng của mình. Để hy vọng có Kim Min-jae, MU chấp nhận chi 50 triệu bảng. Và có vẻ như vụ chuyển nhượng sau hoàn tất, Daily Mail và Calcio Napoli 24 đưa tin rằng cầu thủ 26 tuổi đã nói với các đồng đội ở Napoli
rằng anh sẽ sớm rời sân Stadio Diego Armando Maradona vì điều khoản giải phóng của Kim Min-jae chỉ có hiệu lực từ tháng 7. Nên MU sẽ chờ đến tháng tới để giữ điểm thương vụ này. Cầu thủ người Hàn Quốc được trao treo số 3 yêu thích ở sân Old Trafford. Số này đang thuộc về Eric Bailly, người đã trải qua mùa giải vừa qua theo dạng cho mượn tại Marseille. Mặc dù Bailly còn 1 năm hợp đồng, nhưng MU quyết định sẽ bán trung vệ này ở hè năm nay. Real đạt thỏa thuận mua Bellingham 120 triệu euro ra mắt trong tuần này. Real Madrid đã thuyết phục thành công Dortmund nhà Bellingham với mức phí khổng lồ. Theo cây viết David Ornstein và chuyên gia xem tin chuyển nhượng Romano, Real Madrid đã đạt thỏa thuận với Dortmund về mức phí chuyển nhượng dành cho tiền vệ Jude Bellingham. Theo đó, đội bóng hoàng gia phải chi 120 triệu euro, bao gồm 100 triệu trả trước kèm 20 triệu euro phụ phí nhằm thuyết phục đại diện Bundesliga nhả người. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến 6 năm. Dự kiến, Bellingham sẽ có mặt tại Madrid trong tuần này để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế trước khi phía Real đưa ra thông báo chính thức. Cách đây chưa lâu, giới truyền thông loan tin tuyển thủ quốc gia Anh đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Real, đồng thời dục dịch tìm nhà tại Madrid. Bellingham là mục tiêu được hàng loạt ông lớn châu Âu săn đuổi như Man City, MU, Liverpool, Chelsea và PSG. Trong đó, Liverpool được cho là ứng cử viên hàng đầu sở hữu sao mai 19 tuổi nhưng quyết định rút lui vì không đáp ứng được mức phí chuyển nhượng mà Dortmund yêu cầu. Mùa giải 2022-2023, Real Madrid thi đấu không thành công, chỉ giành được danh hiệu cúp nhà vua và trở thành cựu vương La Liga, Champions League. Chính vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng quyết định thực hiện cuộc cải tổ lực lượng mạnh khi lần lượt chia tay Karim Benzema, Marcos Asensio, Eden Hazard và Marian Diaz. Giờ đây, sự có mặt của Bellingham cùng Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Fede VanVleet sẽ giúp Real sở hữu hạng tiền vệ trẻ trung tài năng bậc nhất châu Âu. Không chỉ vậy, cầu thủ 19 tuổi cũng trở thành viên gạch đầu tiên trong kế hoạch xây dựng giải ngân hà mới của chủ tịch Florentino Perez. Thời gian tới, Real có thể tiếp tục chiêu mộ những Harry Kane, Alphonso Davies,